Theo thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết triển khai đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, thì đến ngày 22 tháng 7 đã có 26,3 triệu hồ sơ khách hàng được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với căn cước công dân gắn chip. Và trong số 26,3 triệu khách hàng đã xác thực sinh trắc học, có 22,5 triệu người dùng qua ứng dụng, 3,8 triệu làm tại quầy, 37 tổ chức tín dụng triển khai chính qua ứng dụng di động, 47 tổ chức tín dụng thực hiện tại quầy, 25 tổ chức tín dụng được gửi dữ liệu qua C06 Bộ Công an. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia, định danh và xác thực điện tử theo đề án 06 và triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch phối hợp số 01 trong thời gian qua, giúp ngành ngân hàng xác minh, làm sạch dữ liệu khách hàng, góp phần phòng chống, ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời hỗ trợ triển khai các hoạt động nghiệp vụ cũng như phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.